Hello mọi người, mình là Cấm Đêm, mình đến từ đội tuyển Bird Sky. Mình thường hay chơi ở vị trí tăng cơ và hai khẩu súng yêu thích nhất của mình là chim cỡ kiến và M1887. Chào mừng mọi người đến với series thao tác tay cùng tuyển thủ. Thank you.